Đây, phần tiếp theo tôi giới thiệu một nhóm các cái công cụ của phía sau này. Đây, giới thiệu của nhóm này trước nhé. Chúng ta giới thiệu thêm một vài cái công cụ gần như là hỗ trợ hoặc cũng có thể coi như là một dạng tài nguyên. Chúng ta đã làm quen các nhóm công cụ Rectangle này, Ellipse này, Polygon Star và Complex Star. Bây giờ chúng ta giới thiệu nốt những cái thằng còn lại này. Đầu tiên là Graph Paper, phím tắt của nó là D. Graph Paper thì nó giúp cho chúng ta tạo ra một chuỗi, một tổ hợp hay là một group các cái hình chữ nhật liền với nhau, đi liền với nhau, tạo thành một cái hệ lưới. Các bạn nhấp chọn công cụ Graph Paper, nhưng trước khi mà sử dụng thì các bạn cần phải nhập cho tôi một cái số liệu là muốn vẽ một cái hệ thống gồm bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ở đây đã. Sau khi các bạn nhập xong thì các bạn thiết lập tiếp cho tôi là cái độ dày mỏng của đường outline, cái đường viền này là dày mỏng bao nhiêu. Thứ nữa là cái gì đấy ạ? Đường viền liền hay là đứt hay là chấm, vân vân. Sau khi thiết lập xong thì các bạn đưa chuột vào đây các bạn vẽ thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái hệ thống là tổ hợp của các hình chữ nhật như thế này. Nếu như mà trong quá trình mà vẽ mà các bạn giữ control thì nó sẽ thành ra hình vuông, đúng không? Còn nếu không thì các bạn có thể vẽ ra các lưỡi hình chữ nhật. Và cái số lượng hàng hay cột này thì nó tương ứng với lại tham số mà các bạn đã thiết lập ở đây. Cái bản chất nó là cái bản chất nó là một tổ hợp của cái những hình chữ nhật. Và kể khi các bạn vẽ xong rồi thì nó không giống như là hình đa giác hay là sao. Tức là vẽ xong rồi mà các bạn gia giảm các tham số ở đây thì nó cũng không có làm thay đổi, nó không tác động được đến cái sản phẩm mà đã đưa ra nữa. Thế thì đây là một tổ hợp của các hình chữ nhật. Và nếu muốn thì các bạn có thể ungroup ra, và lúc này thì chúng ta phải nhắc nó ra thành các hình chữ nhật rời ở bên ngoài. Chúng ta có thể sử dụng nó ở một góc độ như là một cái tổ hợp này. Và nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể là chèn chiếc các thứ thêm các dữ liệu ở bên trong này nếu bạn muốn. Nhân cái này thì có lẽ là chúng ta rồi cái này để ra một tí. Có hai cái mà hơi giống nhau, chúng ta cần phải phân biệt một chút nhá. Đó là cái Graph Paper là cái mà tôi vừa mới giới thiệu. Thế còn chúng ta còn có một thứ nữa, nó nằm ở trong nhóm Text này, nó gọi là công cụ Table. Công cụ Table thì nó sẽ vẽ ra một thứ trông nó cũng hơi giống như là cái Graph Paper, nhưng mà bản chất nó lại là hai thứ khác nhau. Khi tôi vẽ ra một cái lưới như thế này thì biểu hiện bề ngoài các bạn sẽ nhìn thấy là cái Graph Paper và cái table này là hai thứ nhìn nhác qua thì rất là giống nhau, nhưng hai thằng này lại là hai thằng mà tương đối khác biệt. Thằng này nó hoạt động giống như là cái bảng Excel ở trong Excel ấy, tức là nó sinh ra là để đưa dữ liệu vào bên trong. Khi tôi muốn đưa một dữ liệu gì đó vào bên trong, ví dụ tôi nhập một cái text vào đây chẳng hạn, thì tôi chỉ việc là đặt trỏ chuột vào trong cái ô mà tôi muốn. Sau khi kích chuột thì nó biến cái này thành ra một cái ô nhận dữ liệu, và khi tôi nhập tài liệu vào đây thì nó sẽ đưa được cái dữ liệu vào đây như là tôi làm việc với lại một cái cell. Đây, các bạn quan sát. Và đặc biệt nó cũng hoạt động theo cái nguyên tắc giống như là cái cell là ở chỗ nào. Ví dụ như là khi mà tôi muốn điều chỉnh, tôi có thể làm sao đây ạ? Tôi có thể là co kéo toàn cục, hoặc là tôi có thể đặt trỏ chuột vào đây, tôi kéo một cái tôi kéo cho nó rộng một hàng hay một cột ra. Đấy. Đây, khi tôi bấm vào đây, bắt đầu nó sẽ có mũi tên hai chiều như này. Và đây, ví dụ tôi nới rộng cái cột này ra, tôi thu hẹp cái cột này lại, tôi nới cái hàng này cao ra hay là thì tôi sẽ kéo được cả dọc như này. Thằng này thì chịu nhá, thằng này là các cái đối tượng của nó là một group. Tôi co hay tôi kéo thì cũng vẫn là co kéo cả cái này thôi.
Đấy, co kéo cái tổng thôi, còn không có cách nào để kéo cả một cái chuỗi như thế này. Muốn thì cũng có thể, nhưng mà theo cái cách hơi thủ công một tí, tức là gì đấy, xử lý một hàng này, control này, control shift này, chọn lấy một đống như thế này, xong rồi mới co mới kéo. Nhưng mà co kéo này thì co kéo xuống đây nhưng mà nó lại không chặn giống như hàng kia, đúng không? Tức là tôi chỉ có thể nới lên phía trên được thôi. Ví dụ hàng ngoài cùng này tôi nới rộng ra thì được, nhưng không phải vì cái hàng này tôi xô nó đi mà cái hàng kế cận nó cũng co cũng nới theo như là một cái cell bình thường. Đấy thì đây là hai thứ rất khác nhau. Đấy, một xíu nữa có thể chúng ta nói thêm tới một thứ nó gọi là lệnh to clip, giấu một đối tượng vào trong một đối tượng khác, thì chúng ta cũng sẽ lấy cái ví dụ này ra chúng ta làm cho nó rõ luôn. Đây, bây giờ từ cái này, sau khi giới thiệu hai thứ, nó là cái graph paper và cái table, thì tôi sẽ giới thiệu thêm một thứ gọi là cái hiệu ứng to clip, cất giấu một cái thứ gì đó vào trong một đối tượng khác. Tôi lấy ví dụ như sau. Power clip thì bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là có hai đối tượng, và tôi sẽ dùng một đối tượng nọ làm vật chứa, tôi giấu đối tượng kia vào bên trong. Về mặt nguyên tắc thì chỉ có thằng vector và khép kín thì mới làm được cái vật chứa thôi. Đấy, nó có thể là chữ, nó có thể là hình vẽ vector, nhưng mà yêu cầu là phải kín. Đấy, thế còn nó có thể chứa ảnh vào trong đấy, nó có thể chứa một đối tượng vector vào trong đấy, nó có thể chứa một cái chữ vào trong đấy. Nhưng mà ngược lại thì cái thằng thằng bitmap thì không làm được vật chứa. Ví dụ bây giờ tôi lấy thử một cái hình ảnh gì đó nha. Trước hết là tôi import, tôi nhập một cái dữ liệu gì đó vào đây. Đây là cái hình gì bây giờ? Ví dụ lấy một cái ảnh nhé. Bây giờ tôi đơn giản là tôi tạm thời tôi muốn đây là một cái ảnh mà nó có diện tích nhà rộng như thế này. Bây giờ tôi muốn lấy ví dụ như là cái bình hoa này thôi, cái phần ngoài tôi không cần, đúng không? Thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ bút, chúng ta vẽ làm sao cho nó bao thật sát lấy cái hình của cái lọ hoa này với lại hoa hết ở xung quanh. Đấy, đây là ví dụ cho nên là tôi sẽ làm nhanh như thế này thôi. Thì tôi có một cái vật này sẽ được coi là vật chứa. Đấy, thế bây giờ tôi muốn mà đưa cái đối tượng này giấu ở bên trong thì tôi sẽ chọn đối tượng. Sẽ có mấy cách. Một là tôi chọn đối tượng, sau đó nếu mà dùng chính tắc thì chúng ta sẽ vào effect. Trong effect này chúng ta sẽ tìm tới vào trong object. Trong object chúng ta sẽ tìm tới cái lệnh power clip và chọn lệnh place inside frame. Chúng ta sau khi chọn lệnh thì nó sẽ xuất hiện ra một cái mũi tên đen to như thế này, và chúng ta chỉ vào cái đối tượng sẽ làm vật chứa, thì cái ảnh hoặc là đối tượng được chọn nó sẽ chui vào, nó giấu bên trong này. Các bạn sẽ thấy rằng là cái ảnh rất là to, nhưng bây giờ thì nó đã giấu mất một phần vào trong này rồi, và do đó thì chúng ta sẽ chỉ thấy một phần hình như thế này thôi. Tất nhiên là muốn mà làm cho nó tốt thì chắc chắn là các bạn sẽ phải là hiệu chỉnh rất là nhiều, đúng không? Thêm bớt rồi thì các bạn điều chỉnh các cái nét này, rồi vẽ đường cong rồi gì đó bám sát thật sát vào thì các bạn sẽ tách được cái này ra. Và tất nhiên là làm xong mà muốn giấu hẳn đi thì các bạn sẽ phải gì đây, chuột phải vào đây để các bạn giấu cái đường viền của cái đối tượng mà các bạn vừa vẽ ra để làm vật chứa, đúng không? Hoặc là trong một trường hợp khác, ví dụ như là tôi có thể giấu một cái ảnh vào trong một cái chữ chẳng hạn đó. Ví dụ như là lấy một cái thường thường thì trong những trường hợp như này thì người ta sẽ cố gắng tìm những cái chữ mà nó dày thân, đúng không? Và cũng cố gắng là dàn và chỉnh để làm sao cho chữ nghĩa nó tương đối sát vào nhau để nó tạo thành một cái diện mà nó sát. Sau đấy thì người ta mới đưa cái ảnh
dấu ở bên trong này. Đấy, import mà cái ảnh vào, tôi lại ví dụ lại lấy cái ảnh này đi, đơn giản thế này. Và khi mà tôi đưa nó vào thì tôi thực hiện lệnh giống như vừa rồi, hoặc không thì chúng ta cũng có thể là dùng một cái phương pháp khác trực quan hơn như thế này. Các bạn chuột phải, các bạn kéo cổ thẳng nó vào đây cho tôi. Đấy. Sau đó thì chọn lệnh Power Clip Inside thì cái ảnh nó sẽ chui vào, nó nằm bên trong cái này. Tuy nhiên là vị trí thả ở đâu thì nó sẽ nhìn thấy ở đấy. Nếu các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn sẽ xử lý như sau. Các bạn có ở bên thông thường ấy, nếu mà đúng ra thì các bạn chọn đối tượng, sau đó thường thì là lệnh ở đâu thì các bạn sẽ phải tìm ở đó. Ví dụ trong object này thì các bạn vào cái lệnh là Power Clip, sau đó các bạn tìm những cái lệnh là Edit Power Clip, hoặc là các bạn chọn những cái tùy chọn khác, Center of Content, Fit Content Proportionally, vân vân, những cái tùy chọn như thế này. Tuy nhiên là ở các bản gần đây thì nó hiện ngay một số các cái hỗ trợ nằm ngay bên dưới này rồi, chúng ta có thể làm luôn. Hoặc là nếu không, giống như là những cái thao tác mà tôi đã từng nói, thì các bạn có thể là chuột phải và các bạn tìm những cái menu ngữ cảnh phù hợp với lại cái đối tượng. Đấy, Corel thì nó rất mạnh ở cái đoạn là xử lý bằng menu ngữ cảnh bằng chuột phải, thì các bạn cũng có thể tìm những cái lệnh mà liên quan tới Power Clip ở đây. Các bạn chọn ví dụ như Edit Power Clip chẳng hạn, thì lúc này nó sẽ mở ra như thế này, và các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ sẽ tạm thời bị giấu đi hết, chỉ còn lại cái vật chứa và cái đối tượng chứa thôi. Chọn cái đối tượng này và các bạn di dịch nó vào cái vị trí mà các bạn muốn. Sau đó thì sau khi chỉnh xong thì các bạn bấm vào cái nút Stop Editing Content này, thì nó sẽ dịch lại vị trí theo cái điều chỉnh của mình, và nó hiện ra thông qua cái hình mà chúng ta vừa mới chọn này là cái vị trí. Kể Power Clip nọ nhét vào Power Clip kia cũng được, và kể cả trong đó chúng ta vẫn hiệu chỉnh được nó theo các tầng thứ, cái nọ lên trên, cái kia xuống dưới, cũng như là các đối tượng bình thường. Nếu muốn tháo dỡ ra thì chúng ta sẽ tháo dỡ ra bằng cách là chọn cái lệnh gì đây nhỉ? Ở đây có vài lệnh, chúng ta có hai cái nhé, Edit Power Clip còn thì nó sẽ hiện lên như thế này. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta chọn theo kiểu Select Power Clip Content thì bấm vào đây một cái, lập tức là chúng ta sẽ chọn được cái giống như sau luôn. Đấy, và bằng cách này tôi có thể di dịch nó sang vị trí khác mà không cần phải tạm thời giấu các thứ khác đi. Với lệnh này nhé, ví dụ tôi có một vài thứ khác ở đây, ví dụ này đấy, thì chẳng hạn các bạn quan sát này, lệnh này là các bạn sẽ không nhìn thấy những cái đối tượng kia nữa, mà chỉ tập trung vào xử lý hai cái đối tượng chứa và vật chứa thôi. Thế nhưng mà nếu mà các bạn chọn cái lệnh này thì các thứ và tổng quan các bạn vẫn nhìn thấy, chỉ di dịch nội bộ ở trong cái mặt nạ này thôi, đấy, vật chứa này thôi, nhưng vẫn nhìn thấy những thứ xung quanh và không cần phải xác nhận gì cả, buông chuột một cái là coi như xong, không cần phải xác nhận đã xong hay không xong. Thế còn một lệnh nữa đó là gì đấy, extract content, thì lúc này tháo dỡ và vứt cái thằng này ra ngoài, chui ra khỏi cái vật chứa. Thế và thằng này lại trở về cái nguyên bản của nó. Tuy nhiên cũng có một vài cái nó hơi khác một tí nhé. Ví dụ như là bạn có một cái hình như thế này, khi mà bạn giấu cái thằng này vào đây thì đến lúc mà bạn tháo ra nhé, lúc mà bạn tháo ra extract content thì cái thằng này nó bị không, tất nhiên là chui ra thì mất rồi, nhưng mà nó tạo ra một cái gạch chéo. Ở các phiên bản cũ thì tháo ra là tháo ra thôi, một số phiên bản gần đây thì nó cải tiến thì nó lại có một cái dấu hiệu như này để nó phân biệt luôn, và cái thằng này đã từng chứa rồi và bị tháo ra đấy, có muốn chứa lại thì lại đặt vào nó đấy. Nhưng mà nhiều lúc như thế này thì trông nó rất khó chịu, mặc dù tôi vẫn có thể tô màu tôi vẫn đấy, nhưng mà nó sẽ có cái gạch chéo như này để thông báo thằng này đã từng đóng vai trò như là vật chứa. Không muốn xử lý nó nữa thì bây giờ các bạn sẽ phải chọn chuột phải vào đây và các bạn chọn cái lệnh là frame tip này, đúng không? Thế thì các bạn sẽ chọn cái kiểu là gì đấy, Grid Empty Text Frame hoặc None. Đấy, khi mà các bạn xử lý như thế thì nó mới mất đi cái gạch chéo đi, thì lúc này nó lại trở về thành một đối tượng bình thường giống như đối tượng này, mà không còn bị đánh dấu là đã từng là một cái vật chứa mà sau đó đã tháo dỡ các nội dung bên trong ra. Thế thì bây giờ tại sao tôi lại nói liền cái này với lại cái hai cái công cụ vừa rồi? Đấy, thì các bạn xem thêm cái này nhé.
Vừa nãy tôi có đề cập tới cái graph paper và cái table đấy, thì hai thằng này trông rất giống nhau nhưng chúng ta lại phân biệt ở góc độ làm sao. Tôi lấy ví dụ là tôi sử dụng cái thằng thằng power clip này để chúng ta nói là vì sao. Tôi lấy ví dụ như sau nhé, lấy thằng này đi, lấy cái ảnh này. Bây giờ tôi nhập cái ảnh này vào đây, đây là một cái ảnh bitmap. Nếu như tôi sử dụng cái graph paper này mà tôi vẽ ra một cái lưới như thế này chẳng hạn, tôi có thể sử dụng cái power clip để tôi thực hiện cái việc là chia cắt cái này ra thành nhiều mảnh nhỏ. Đấy, chuột phải này, thả cổ vào đây này, power clip inside này. Đấy, và bây giờ điều chỉnh một tí thì tôi sẽ chọn những cái lệnh là cái này, fit content. Đó. Đấy, thì bây giờ đấy, nó vừa rồi. Nếu như mà tôi ungroup ra thì sao? Ungroup ra thì tôi sẽ có những cái mảnh như thế này. Đấy, như là trò ghép hình. Đúng không? Thực ra thì nó có phải là cắt thật không? Không phải cắt thật. Nó sẽ, nếu mà bạn power clip vào trong một nhóm như thế này thì thực tế ra là nó sẽ tạo ra rất nhiều bản sao của cái đối tượng được giấu bên trong. Nhưng mỗi đối tượng này thì sẽ được định vị ở trong cái vị trí cần có của nó để tạo thành một cái tổng thể chung. Còn nếu mà bây giờ tôi tháo ra, extract ra thì thằng nào nguyên mẹ thằng đấy, vị trí của nó sẽ đúng như vị trí của trong cái tổng thể này để tạo thành cái tranh ghép hình. Tuy nhiên là cái này có thể làm được như thế vì bản thân nó là một gì đấy ạ? Bản thân nó là một tổ hợp của những cái hình vuông hay là hình chữ nhật mà nó có diện tích khép kín, trong khi cái table thì nó không phải là cái thứ khép kín như thế. Tại sao lại nói không phải là cái ghép kín? Đây ví dụ tôi chuột phải nhá, chọn lệnh power click inside chỉ vào đây. Nó bảo thằng này không hợp lệnh, không làm được, đúng không? Thông báo luôn. Còn đi sâu hơn, tại sao lại như thế? Vì thằng này không có diện tích. Nó là tổ hợp của các cái đường. Đây các bạn nhìn nhá. Mặc dù tôi vẫn có thể là tô màu vào nhá. Ví dụ như là tôi chọn màu này, tôi có thể tô màu. Tôi có thể can thiệp vào các đường viền ABC, trông thì có vẻ tượng kín. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm thực tế vào trong object mà chúng ta chọn lệnh break, chọn lệnh break xong chúng ta ungroup ra, chúng ta có cái gì? Chúng ta chỉ có các cái đường như thế này thôi. Mà những cái đường này thì lấy đâu ra diện tích mà chứa các thứ vào trong? Đấy, nó chỉ thích hợp để làm những cái ranh giới để phân biệt cho những cái khu vực chữ nghĩa các thứ nội dung giấu ở bên trong cái một phạm vi, nhưng nó lại không có cái diện tích thật để mà cất một thứ vào bên trong được. Do đó thì các bạn cũng cần phải lưu ý một tí, trông thoáng qua hai thằng rất rất giống nhau nhưng mà nếu mà không để ý đấy là chúng ta sẽ sử dụng nhầm ngay. Đấy, thì tính chất của nó cũng có những cái điểm khác nhau giữa graph paper, table đấy, và thử nghiệm thì các bạn sẽ thấy rất rõ, thằng nào power clip được thì thằng ấy là graph paper và thằng nào không power clip được thì thằng ấy là table. Đấy. Thế còn cái cách sử dụng của cái thằng power clip này thì rất rõ rồi đấy, để giấu cái nọ vào trong cái kia. Đấy. Tháo dỡ ra thì đơn giản là gì đây? Extract ra thôi. Đấy. Thì là chúng ta sẽ lấy được cái đối tượng ra ngoài. Đây, ví dụ một hình. Đấy. Power clip inside. Ok, vậy là xong. Thế còn muốn tháo ra thì chuột phải, đúng không? Extract content, hoặc bấm vào đây, bấm vào nút extract content ở đây thì nó sẽ tháo dỡ ra. Đấy, đơn giản thế thôi. Muốn giấu cái gì vào trong cái gì, muốn che giấu những cái phần nào mà chúng ta không muốn cho người ta nhìn thấy thì chúng ta dùng cách như thế này. Ok, hôm nay thì chúng ta tạm dừng ở đây.